Quỷ cái, mày có kép rồi mày trốn về đây ha. Đồ cái thứ đàn bà lăng loạn rách nết, mà đốt chết mày. Anh đang làm gì vậy? Đồ chết, cho mày chết. Bắn người ta. Cho mày đi theo tình nhân của mày. Bắn người ta, cứu người cha. Cứu người cha. Cho mày chết, cho mày đi theo tình nhân của mày. Dạ vậy hả? Trời trời ơi, chị ơi, cái gì vậy? Thằng Liền nó bị công an bắt rồi chị. Sao nó bị bắt? Nó đi xuống nhà của Út Trinh, nó đốt nhà của Út Trinh rồi. Trời, nó bị dân ở đó người ta bắt giao cho công an luôn rồi chị. Nó chết rồi, đi đi lẹ lên mau. Đã nói rồi, đừng có dính cái con Út Trinh mà không chịu nghe đó, bây giờ lớn chuyện rồi. Anh tên gì? Dạ em tên Phan Điền. Vi phạm bao nhiêu ngày rồi? Dạ một ngày rồi. Hôm xảy ra sự việc anh đã đi đâu? Anh Út Trinh, em có sao không? Sao rồi? Có chuyện gì vậy? Anh tưới xăng tính đốt em, nhưng mà em chạy được. Mấy người ở kế bên giữ được ảnh lại. Công an người ta bắt giữ ảnh, chờ làm thủ tục để xét xử. Anh ơi, đừng. Thôi, coi như là em thoát nạn rồi, không có gì phải buồn nữa. Đúng là cái con nó không có cái gì tốt hết trơn á. Bình tĩnh đi ông, bớt nóng nảy đi. Bữa nay con nhỏ mà xém chết là con Trinh, ngày mai là tới thằng Tấn nhà mình á, càng ngày là càng có nhiều chuyện. Con nhỏ này mà không đuổi đi xứ khác á, là cái xóm này không bao giờ yên ổn. Rồi ông tính lên công an nói gì đây? Sao đuổi nó? Mình có quyền gì mình đuổi nó đi chứ? Con nhỏ này là hoàn toàn nó không biết tự trọng, nó hãm hại người ta, mà nó cứ trơ trơ, nó không biết rút lui. Tại vì nó cùng đường rồi, hết đường rút lui. Tới đường cùng rồi nó trở về đây nhờ con mình giúp đỡ, chứ nó còn biết nương tựa vào ai nữa. Bây giờ thì khổ ghê, muốn nó đi phải cho nó một số tiền lớn. Vô lý, thằng hai nó làm ra tiền cực khổ như vậy, khổ không sao được. Là tôi nói vậy thôi. Chuyện này á, ông cứ để tôi lo, để tôi gặp nó tôi nói chuyện. Ông đừng có làm rộn, nóng tính á, rồi hư bột hư đường hết trơn. Thôi được rồi, bà qua bển rồi coi tình hình nó làm sao, rồi bà cho tôi biết nghe. Được rồi, ông yên tâm đi, tôi giải quyết cho. Ừ. Dạ chú hai. Chú hai uống gì con làm? Ừ, cho chú ly trà đá được rồi. Dạ. Thiệt tình.
Để tôi phụ cho. Thầy, thầy đợi lâu chưa? Cũng mới tới à? Cẩn thận đó. Cô hai hẹn tôi có gì không? Nghe nói là thầy sắp lên thành phố, cho nên là tôi gửi ít bánh phồng cá linh biếu cho ba mẹ của thầy. Ủa, sao cô hai biết tôi sắp về nhà? Tiếc của bé Châu nói, rồi có nhờ tôi đem mấy cái bánh này qua cho thầy đó. Vậy mà tôi cứ tưởng cô hai cho tôi chứ. Tôi dở mấy cái này lắm. Mà thầy biết không, Út Lại nó còn giỏi hơn tôi nhiều. Mà sao mấy bữa nay không thấy Út Lại bán bánh xèo? Con Út Lại nó đã xin vô được nhà hàng miền Tây làm rồi. Bây giờ nó được đứng bếp mấy món chính luôn. Hôm trước tôi có ăn bánh xèo của Út Lại, ngon lắm. Hèn chi cô được làm bếp chính để nấu những món bánh thì cũng đúng thôi. Cho tôi gửi lời cảm ơn anh Phát nha. Chà, bánh phồng này chắc ngon lắm ha. Dạ, món này cũng lạ lắm đó thầy. Với lại cũng rất là khó làm, không phải ai cũng làm được đâu. Thôi, thầy đi đi, tôi về. Cô hai. Dạ. Hay là mình tới nhà hàng của Út Lại ăn bánh xèo đi. Thôi, ở đó mắc tiền dữ lắm. Không sao đâu, tôi mới lãnh lương. Tôi mời. Nhưng mà bây giờ tôi cũng bận công chuyện rồi. Đi một chút xíu thôi, nghe. Đi ha. Cũng được. Cũng hên đó. Cũng hên là mày chưa bị đốt ha. Nó khùng lên á, nó đốt luôn con rồi tính sao đây? Thì con chạy có gì đâu. Nói thì hay á, chạy không kịp làm sao đây? Má nghĩ gì vậy? Liên quan tới mạng sống của mình, giá nào cũng phải chạy chứ. Tía mày biết chuyện này á, ông giận lắm. Nhưng bây giờ con không sao rồi. Không sao là sao? Con Trinh nó về có mấy ngày à, mà đã xảy ra chuyện rồi. Sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Má, hồi trước má cũng thương cổ lắm mà. Trước khác giờ khác. Không lẽ con kể cho má nghe hết hoàn cảnh của cổ rồi má cũng không thương được nữa sao? Má thương con nhiều hơn. Bởi vì có cái câu biển đông gió thổi bốn mùa, say mê lời nói thuốc bùa hỏng hay. Con coi chừng con Trinh nó xí gạt con đó. Tía má cản không cho con tới với cổ thì con mới khổ nè. Tới nước này mà tía má còn nghĩ cổ gạt con. Còn về chuyện con hai đợi, con dẹp nó qua một bên luôn phải không? Chuyện đó con tính hết rồi. Con cũng đã nói chuyện với nó cũng hiểu là con với nó chỉ là anh em thôi. Bởi vậy đúng là con hai đợi, nó đào ao cho người ta câu cá mà. Bao nhiêu công sức nó lo cho con từ hồi đó tới bây giờ, thì con mang ra con trả cho con Trinh ráo rồi. Con sẽ trả nghĩa cho hai đợi mà. Trả cái gì chứ, bắt nó chờ tới mút mùa ông địa luôn phải không? Cô hai, cô sao vậy? Nè, con Trinh nó đâu rồi? Hả? Sao nó mất xác luôn vậy? Bộ nó qua nó chào tía má ăn tiếng là nó chết luôn hay sao vậy? Không phải, tại con không cho cổ qua đó. Nếu má muốn, con sẽ kêu cổ qua. Má thấy chưa? Thôi bây giờ theo ý cô hai, cô muốn về thì về, còn cô hai muốn đi thì mình đi. Tôi không có ép đâu. Không có sao đâu. Mình đi thôi thầy. Đó.
hai, thím hai ơi. Thím hai, chú hai có nhà không thím hai? Cô kiếm ổng chi? Dạ, con mới về tới, con có chút quà. Thôi, cô đem về đi, tôi không có dám nhận đâu. Lẽ ra con không nên về đây. Về thì đã về rồi, lẽ ra lẽ vô gì nữa. Dạ. Thím hai à, con cũng cùng đường rồi nên mới. Với lại ở đây con còn mồ mả của tía má nữa. Sau cái ngày má cô mất, có ai chăm sóc mồ mả đâu hả? Hơn 2 năm rồi lạnh lẽo khói nhang, đám vỗ đầu cũng không thấy mặt. Giờ nói về chăm sóc mồ mả, không phải là tụi tôi ghét bỏ gì cô, nhưng nói nào ngay, cũng là lỗi con tôi ráo trội. Nó nặng lòng với cô mà phủ phàng người khác. Con của cô thì chết rồi, lại bỏ nhà chồng ra đi. Chồng cô mới vô tù, rồi cô qua lại với Tấn coi sao đặng. Rồi người ta nhìn vô người ta nói Tấn sao? Dạ, con biết. Con cũng nói từ chối ảnh nhiều lần rồi, nhưng mà ảnh cứ tới lui hoài, con không biết phải làm sao hết. Con cũng không ngờ, chừng đó năm rồi mà ảnh còn thương con nhiều quá. Bây giờ cô tính sao? Dạ, con cũng không biết tính sao nữa. Bất quá thì con đi xứ khác ở. Cô bỏ đi xứ khác, rồi thằng Tấn nó có yên hay không? Hoàn cảnh của cô như vậy, thằng Tấn giá nào cũng không thể bỏ cô được hết trơn. Chuyện này phải tính cách khác thôi. Dạ, chú thím cứ tính đi. Chú thím tính sao thì con nghe vậy. Con cũng không muốn làm anh hai khổ thêm nữa. Con Trinh nó nói vậy đó, giờ không biết tính sao đi nè. Con nhỏ đó bữa đó nó hên, bữa đó mà nó gặp tôi thì... Thì sao? Ông làm gì người ta? Chuyện gì cũng tính đụng tay đụng chân là sao vậy? Giờ tính sao? Bà chỉ giỏi cằn nhằn với tôi thôi. Con có cách này nè tía má. Cách gì? Nói ra tía nghe coi. Không ấy giờ á, mình kiếm ai làm mai cho chế Trinh đi. Nếu mà chế á, sống vui vẻ hạnh phúc là anh hai á, không có nặng lòng với chế nữa. Làm vậy thì ác quá. Khi không có nợ mình đang lãnh, giờ đùn đẩy cho người ta. Mà tôi thấy con nó nói có lý đó bà. Đó, thấy chưa, tía cũng nói con nói đúng kìa. Má gầy con hoài. Bây giờ biết làm mai ai cho nó bây giờ ta? Con Trinh thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó gây tai họa không. Mà má mày nói cũng đúng, đâu có sao mà bắt người ta gánh nợ cho mình được. Giờ này mà tía còn lo chế gây họa gì nữa. Chồng của chế Trinh thì đi tù rồi, mà sau này quay về chắc cũng không dám nghe chuyện gì nữa đâu. Tía thiệt là lo xa quá. Còn nếu như mà tía lo vậy á, thì không ấy bây giờ mình tìm ai á mà người ta giỏi đối phó chuyện này chuyện kia đi. À, con biết ai rồi. Ai vậy con? Chú Ba Le đó. Ba Le hả? Dạ. Hủ tiếu cô, cho tôi hủ tiếu nhỏ, không cần lấy nước. Nhiều thịt, nhiều hủ tiếu, nhiều rau, giá tiền ít ỏi thôi nha, cho cục xíu ít bự bự nghe.
Trời, bán cho anh ba vậy chắc em cục vốn luôn á. Mai mốt em hết vốn rồi, anh ba phải về nuôi em nha. Chơi mày luôn à, đang thèm vợ tới qua đây. Của anh ba nè. Ước gì anh quá con kiến vàng, anh bò quả quai non, anh bò quả quai non của nàng anh. Quỷ à. Coi bộ hồng ba le, nó muốn vợ tới cổ luôn rồi. Anh gọi, có chuyện gì mà anh kêu chạy ra gấp như ma giật không giải vậy? Có chuyện này nè ba le, hay lắm. Anh giỡn không, buôn bán gì ở đây? Coi như cái vụ này là trúng mánh rồi. Có điều hơi nguy hiểm chút, mày thấy sao? Chèn ơi là chèn, dân chạy ấp he mà sợ đám ôn gì? Cái nào nó càng nguy hiểm thì giá nó càng cao. Em không có chừa thứ gì cho nha. Là có chuyện gì á, nhớ kêu anh hai mày cứu liền hay không? Cái gì vậy ông nội? Đừng có kêu em đi bắt cướp nha. Cái vụ đó à, không hảo à. Không phải đi bắt cướp, nhưng mà xem cũng giống vậy đó. Bà tới kìa. Ủa chị hai, bà tới. Ủa, ngồi đây. Ủa, con ngồi xuống. Cái này không phải bò của ông Hai Tấn hả? Bò cũ thôi. Còn thằng Hai nó đang trả nghĩa cho con Hai đợi. Cái đó thì em nắm rồi. Chú ba. Dạ. Út Trinh nè. Hả? Út Trinh có ý nhờ vợ chồng tôi kiếm người mai mối cho nó đó. Ba, nói chậm chậm thôi, làm như ta dành nói vậy. Trời, anh ruột, bà làm em cứng mình mày hết không nội. Em tắm rồi nghe, đừng để phóng sông út của đầu nó nghe. Trời ơi. Chú này, chuyện này ai giỡn với chú. Nhìn tới nhìn lui thấy chú là hợp nhất đó. Tôi muốn làm may cho chú với cổ đó. Thiệt đó ha. Chứ tự nhiên tụi tôi kêu hai người ngồi chung với nhau làm gì. Vụ này tiếp anh nha. Dạ anh về. Ê, đi đâu vậy? Anh thấy còn thiếu cái gì đó. Có thiếu gì đâu, anh đi về đi. Anh làm gì vậy? Làm gì mà canh em như tội phạm vậy? Anh đi về đi. Đi. Đi đâu vậy? Em ra lò gạch. Tiếng ngày như tiếng điêu thuyền. Anh đây Lữ Bố kết nguyền thở xưa. Hai, đi đâu vậy con? Má mặc kệ con. Bình tĩnh đi con. Trời ơi, thiệt. Má làm gì vậy? Để con nói chuyện với tía. Đừng có nóng mà. Con với tía gầy nhau thì hai cha con không ngó mặt nhau luôn. Đừng có gầy với tía nữa, má xin con đó. Vậy tại sao tía má làm vậy với con? Con à, bình tĩnh nghĩ cho thông đi con. Con Hai đợi nó vất vả vì con bao lâu, thương mến con tình nghĩa kể sao xiết. Bây giờ con Út Trinh nó về, con nỡ lòng nào đối xử với con nhỏ như vậy? Con phủi bỏ hết coi như không có chuyện gì sao con? Hả? Má biết con thương Út Trinh mà. Khi xưa khác, bây giờ khác. Con Út Trinh nó trải qua một đời chồng rồi. Chính nó làm chồng nó ngồi tù. Miệng đời ác lắm con à. Rồi nhắm mày với nó, sống với nhau được lâu không?
Với lại chuyện mai mối nói với chú ba đâu phải có tía má quyết định đâu. Út Trinh á, nó cũng đồng tình theo luôn. Mà nói cho con biết nghe, chú ba ổng không có khờ như con đâu. Ổng cưới con Trinh về á, ổng khắc biết làm sao đối phó với nó. Không thể nào để cho nó moi tiền khơi khơi vậy đâu. Cái gì moi tiền? Tiền bạc gì ở đây? Cổ kiếm con không phải vì tiền đâu má. Ủa, vậy nó có mượn tiền con không? Còn nói là không vì tiền. Nếu như con nghèo kiết xác á, nó có lui tới nó tìm con không? Con nhớ lại đi, con hai đợi nó lo cho con. Nó ở sát bên cạnh con từ lúc con nghèo cho đến bây giờ. Ngay đến khi con bệnh hoạn mém chết nó cũng không buông tay nữa. Thì con với nó là anh em. Anh nó bệnh nó lo, bình thường thôi. Anh em? Anh em mà nó đòi con cưới nó hả? Ừ, nó đang nhầm lẫn cái gì đó. Nhầm? Trời ơi, người ta nhầm một giờ một ngày thôi. Có ai nhầm lâu mà nhầm từ nhỏ tới bây giờ luôn. Ông Trinh về á, ông khắc biết làm sao đối phó với nó. Không thể nào để cho nó moi tiền khơi khơi vậy đâu. Cái gì moi tiền? Tiền bạc gì ở đây? Cổ kiếm con không phải vì tiền đâu má. Ủa, vậy nó có mượn tiền con không? Còn nói là không vì tiền. Nếu như con nghèo kiết xác á, nó có lui tới nó tìm con không? Con nhớ lại đi, con hai đợi nó lo cho con. Nó ở sát bên cạnh con từ lúc con nghèo cho đến bây giờ. Ngay đến khi con bệnh hoạn mém chết nó cũng không buông tay nữa. Thì con với nó là anh em. Anh nó bệnh nó lo, bình thường thôi. Anh em? Anh em mà nó đòi con cưới nó hả? Ừ, nó đang nhầm lẫn cái gì đó. Nhầm? Trời ơi, người ta nhầm một giờ một ngày thôi. Có ai nhầm lâu mà nhầm từ nhỏ tới bây giờ luôn. Thôi thôi, con không cãi với má nữa. Tía má với con Út Trinh nó đồng lòng rồi. Con đừng có xía ngang vô nữa ha. Cổ đồng lòng hả? Không đời nào có chuyện đó đâu. Chắc tía má nặng nhẹ gì với cổ chứ gì. Trời đất ơi, nè, con đừng có nói gì mà quan cho tía má nha con. Nói bậy nói bạ như vậy là không được đó. Tía với má hồi nào giờ sống không thẹn với trời, hổ với đất. Mấy cái chuyện khuất tất đó tía má không có làm đâu. Má biết con rầu ở trong lòng lắm con... Nhưng mà suy nghĩ cho cùng á, vợ chồng á cũng là duyên số, không phải yêu nhau mà đến được với nhau đâu con à. Suy nghĩ lại đi con, đừng có nóng. Rồi tía với con á không làm huề được với nhau, má đứng cười giữa má khổ tâm lắm con biết không. Ủa, mà con nhớ là Út Trinh với chồng cổ chưa ly dị mà. Làm sao con lấy chú Ba Le được? Thì nói với thằng chồng nó hồi đó, đâu có đăng ký kết hôn đâu mà ra tòa. Bây giờ chồng nó ghét nó đến độ muốn giết chết nó. Hỏi làm sao mà tụi nó ở với nhau được. Thôi, con về bè cá đi. Ở đây là mất công tía mày nóng lên rồi có chuyện nữa. Thôi về đi. Dạ. Mình cưới nhau đi. Cưng, cưng mới nói gì vậy? Em nói mình cưới nhau đi. Sao mà dồn dập vậy? Thì tại em muốn cưới, có gì đâu mà dồn dập. Để anh nghĩ coi. Anh ba không muốn cưới thì để em tính cách khác. Nhưng mà cưng với người ở trên bờ vẫn chưa có xé giấy đám cưới mà. Hồi đó tụi em sống với nhau, không có đăng ký kết hôn. Bây giờ không ở chung với nhau nữa thì thôi, chứ
có giấy gì đâu mà xé. Trời ơi con quỷ, mày đi đâu vậy? Mắt mũi để trên đầu hả? Con gái con lứa gì đâu á, không có ý tứ gì hết á. Anh đi đâu mà vội quá vậy? Có gì đâu, anh có công chuyện ở nhà nên phải về gấp. Anh siêng học quá ha, hổng bù cho em. Mỗi lần á em gặp cái đống sách vở này nè, là em ngán ngược à. Mắc cái gì mà anh siêng học quá vậy? Ừ, thì siêng một chút cho đỡ dốt, mai mốt đỡ bị người ta lừa. Ai mà dám lừa anh? Anh tự lừa anh á thì có. Công ty của người ta là công ty đàng hoàng mà. Tại anh tham quá nên mới vậy chứ bộ. Trời trời, sao em biết? Ai thì... kể em nghe hả? Anh Ba Tài nói á. Trời đất ơi, cái thằng cha Ba Tài đó, người có một khúc mà cái mỏ dài 8 thước à. Em tin ổng làm gì? Tin chứ. Tại vì hả, mỗi lần ổng kể về anh cho em nghe là em cộng thêm cho ổng một ngày lương mà. Đúng là bán trời không mời thiên lôi mà. Thôi trả sách đây cho anh còn về. Mà anh, trường á sách lịch thi kín mít à, sao mà ôn bài kịp bây giờ? Thì thi lấy điểm cao mới khó, chứ còn cho qua kỳ qua cử anh thấy dễ ợt mà. Anh hay quá ha, anh nói dễ. Vậy nữa anh chỉ bài cho em nha. Nói chung á là... Thôi đồng ý rồi đó, nói chung gì nữa. Vậy là đồng ý rồi đó nha, hứa rồi đó nha. Không có nói nữa, thôi em đi về đó. Ê Hiền, Hiền. Trời, tôi hứa hồi nào trời. Tía. Gì? Con có chuyện này muốn nói với tía. Có gì bé nói lẹ lẹ đi. Bé làm gì như bé gặp một xương vậy? Thì tía ngồi dậy đi rồi nói chuyện với con. Cái chuyện hồi sáng tía nói á, là tía nói thiệt hay nói giỡn vậy? Thì thiệt. Chắc bé nghe người ta đồn gùm men chứ vậy. Con thì con không có cản tía. Từ khi má mất rồi tía một mình nuôi con, mà tía lấy ai tía lấy. Tự nhiên tía đi lấy Chế Trinh. Thì cổ đẹp quá mà. Thì tía cũng chưa biết tính làm sao. Với lại bác hai từ xưa giờ là chỗ ăn nghĩa. Rồi bác hai nhờ tía, tía không giúp thì kỳ quá. Nhưng mà con thấy vậy không có được. Trả ơn trả nghĩa gì không trả, tự nhiên lấy cái chuyện tình cảm ra trả. Mà tía năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thì 45. Chế Trinh 25. Con 22. Đó, tôi thấy không? Ai đời lấy á hả, người vợ lớn hơn con mình có mấy tuổi à. Mắc công người ta nói hả, trâu già muốn gặm cỏ non. Rồi sau này tới gặp anh Hai Tấn, sao tiếng nhìn mặt nữa? Thì có khi mỗi người nhìn chút xíu con. Bởi vậy, bà con nói đúng á. Tía hết khôn, bây giờ dồn sang dạy. Con nói rồi đó, cái gì á hả cũng được, mà cái chuyện đó là không được đâu nghe. Thank you.
Sao rồi hôm giờ bà không ráng ngủ đi, thức cả đêm, bữa nay làm sao mà thức lo bán hàng được. Già cả rồi ông ơi, khó ngủ lắm, tôi ráng mà ngủ không được. Thật tình mình kêu ông Ba Le nó làm vậy, trong lòng tôi thấy khó nghĩ lắm. Nhưng mà ngoài ra cái kiểu này thì tôi cũng không biết tính cách nào khác hơn được. Ông nè, thằng Tấn nó thương con Út Trinh vậy, không ấy mặc kệ nó đi ông. Mà biết là tôi làm vậy không phải là tôi ác với thằng Hai, mà là tôi thương thằng Hai đó. Lỡ mà thằng Hai nó hết tiền thì nó bỏ đi cho mà coi. Tôi nghĩ Út Trinh nó không xấu như vậy đâu. Lúc trước sợ dĩ nó làm như vậy tại vì má nó. Phải chi hỏi tiền mà lo làm để trả nợ thì tôi không có nghĩ xấu cho nó. Có ai mà ra thân mà trả nợ lẹ như nó không? Muốn tin mà tin cũng không có nổi. Mà hôm nay bà giữ tiền cho thằng Hai, sao bây giờ đưa hết cho nó vậy? Thì nó nói nó lấy tiền làm bài cá riêng. Tôi đâu có biết nó lấy tiền cho nhỏ nó đâu. Trời đất ơi, lấy tiền cho gái sao mà đòi được. Nhìn nó hai đời nó buồn quá trời. Vậy cho nó không buồn thì nó biết làm gì giờ? Nếu biết vậy tôi sớm ép gả con Hai Đợi cho Hai Tấn cho rồi. Con nhỏ Trinh này nè, đúng là nó biết quấy rối người khác. Lúc nó bỏ đi lấy chồng cũng vậy, bây giờ nó về đây nè, cũng làm khổ người ta. Thôi thôi, ông bớt nóng đi. Nóng giận làm gì? Già rồi, lớn tuổi rồi, nóng giận vậy hoài không có tốt đâu nghe không. Thôi, tới rồi kìa, ông lo chuẩn bị đi nghe. Nè, tôi dặn ông điều nè. Cái gì? Đụng ghe trên sông là điều hiếm có. Bậy rồi. Nhưng bây giờ có đó nha. Mấy đứa nhỏ nó lái ghe ẩu lắm, cho nên ông cẩn thận đó. Bà, miệng ăn mắm mà muối nói bậy không à? Bậy gì? Tôi nói thiệt đó. Thông đi đi. Tôi già rồi, tôi biết cái khổ của tôi mà. Cẩn thận nha. Tôi đi nghe. Bà yên tâm đi. Tô lớn rồi đó nha, bán vốn luôn rồi đó, không có lời tiếng nào hết trơn á. Cảm ơn nha. Mình nè, không ai thấy tí má đâu hết á, chắc chưa mới về tới đó. Thì có bữa mau bữa lâu, anh làm gì mà như lửa đốt vậy? Anh cũng không biết nữa, anh thấy lo làm sao á. Tôi đã ghi biên bản xong rồi, giờ hai chú có muốn gì nữa không? Tôi cũng không biết làm sao nữa, tại tôi xui quá mà. Mấy anh giúp tôi trục cái ghe lên giùm, chứ hàng của tôi thì nó chìm xuống sông hết rồi. Ông chạy ghe lâu nay mà ẩu gì đâu á. Cái xui nó tới, muốn tránh cũng không có được nữa. Cho tôi xin lỗi chú nghe. Ông ơi, sao rồi? Ông có bị sao không? Trời đất ơi, tôi đã dặn ông rồi, đi ghe đi cộ là phải coi chừng không? Lời tôi nói đúng là sự thật mà. Bây giờ... dạ chào. Chào cô. Bà đi về đi, lát xong chuyện rồi tôi về. Nhưng bây giờ sao rồi? Trời ơi, đúng sai gì chưa biết sao hết. Bà về trước đi. Sao? Chút tôi về. Tôi về tôi nói người ta sửa ghe mình ha. Về đi. Vậy ha. Dạ chào chú công an. Chào cô. Về đi. Chú
hai chú theo tôi làm cái gì? Thì tôi phải có mặt với chú, để có gì tôi khai báo với chú chứ. Còn tôi phải chờ vớt cái ghe của tôi lên tôi mới chịu chứ. Thôi được rồi, đi theo tôi. Dầu tình bầu muốn thôi, tao có tiền thì sao tiếng giữ cho rồi, mà không có tiền thì sao? Bầu ra bầu lấy quán ba, cái xương bầu nát cái xương bầu nát cái da bầu. Má, con có chuyện gì hả má? Hèn gì sớm giờ bắt con giật quá trời luôn. Đúng là có chuyện mà. Con có tiền không con? Ủa, chuyện gì vậy má? Mày xuống ghe đi, tao nói chuyện dạ. Mày nghe. Má xuống trước đi. Út ơi, ở nhà có chuyện rồi. Chuyện gì vậy thầy? Tôi đưa bé Châu đi học về, thấy thím Hai khóc quá chừng ở nhà. Dì Út ơi, nhà con có chuyện rồi. Con đi về nhà chút nha dì Út. Con về đi. Đi thầy, mà chuyện sao vậy thầy? Thì chú Hai lái ghe đụng ghe bạn, ghe người ta chìm mất tiêu rồi. Còn ghe mình á thì bể một miếng, cũng may là tấp được vô bờ. Bây giờ chú Hai đang ở ngoài đó với công an coi sao. Còn thím Hai thì về nhà rồi. Trời, sao xui dữ vậy? Hồi nào giờ tí em đâu có chạy đụng người ta như vậy. Nói vậy sao được, chú Hai cũng lớn tuổi rồi mà. Chắc có hả, là tại bữa giờ tí em còn đang bực bội chuyện của anh Hai á, cho nên tí em mới lo ra vậy á. Ủa, chuyện của anh Hai Tấn với cô Hai Đợi chưa giải quyết rốt ráo hả? Dạ chưa, đi lẹ thầy. Rõ ràng là cái chuyện này mình sai rành rành. Thôi thì chuẩn bị lo tiền mà thường cho người ta chứ biết làm gì giờ. Trời đất ơi, má làm gì lo lắng dữ vậy? Bên công an á, người ta chưa có nói gì hết trơn. Mà má chuẩn bị lo tiền cho người ta rồi, lỡ người ta đụng mình làm sao? Má cứ bình tĩnh, tiền bạc má khỏi phải lo. À, mà nếu như có phải thường cho người ta thì tụi con lo được mà. Biết sao mình có lỗi không? Xuồng người ta chở nhiều hàng lắm, rồi người ta còn bị thương nữa. Má lo là lo vậy thôi đó con. Nhìn chung á là em chưa có cái lời nào để mà khuyên cho ai hết á. Những cái chuyện mà ghe xuồng đụng nhau trên sông á thì cũng xảy ra hài gầm, chứ đâu phải mới mẻ gì đâu mà chị Hai lo dữ. Em nè, em một lần bị đụng xém bắn sống bắn chết luôn, anh Hai vớt về nuôi chứ ai. Nhưng mà chị Hai đừng có lo nữa. Bây giờ thì hai đứa con của chị á, nó lớn hết rồi, nó lo cho ba nó được. Hoặc giả là mấy anh em bạn ghe nào ta chung lưng đâu cần cái nhà có gì đâu. Em nói thiệt nha, có khi hồi xưa vợ anh Hai anh cu mang người ta, anh vớt người ta, anh sống như là thánh sống nha. Bây giờ ông trời ông phan một cái để cho bà con người ta trả ơn với ảnh đó. Hả? Trời ơi, trả nợ, trả ơn mà hết đường mày trù cũng bị tai nạn mày. Ồ, nói vậy em nói không phải hả? Nói nào ngay, là do ông lo ra, lo cái chuyện Hai nè. Rồi ông để tâm trí đâu đâu, cho nên ông lãng đi chút, có vậy mà xảy ra chuyện đó. Cái câu này ông bà xưa nói câu nho rằng là con dài cái mang nè. Cái câu này em nói đúng à. Ông lo cho nó mà ông bị á. Vậy tía bà con uống gì con? Ủa tía, sao tía không ra chợ bán mà tía ngồi đây?
À, nhà bác Hai sao rồi tía? Tía? Ừ? Sao con hỏi tía, tía làm thinh vậy? Không làm thinh biết làm gì con. Bác Hai chưa có về nên chưa có tin tức gì hết. À, tía nha, tía qua lò gạch của Giới Trinh á, bà con người ta thấy người ta nói là kỳ lắm á nghe. Bây đừng có lo đi, đầu của tía sẵn nhóc quá trọng á, dễ gì ai dắt mũi được tía mà bấy lo. Chứ bộ tía tính cưới người ta luôn hay sao mà tía qua lợi qua vậy? Thật tình á thì bụng dạ cũng là chưa biết tính làm sao. Thiệt tình đó nha, cứ nhắm mắt lại á, con thấy Giới Trinh không có miếng nào thương tía hết á. Giới Trinh á lấy tía làm bình hoa thôi. Nè con, bay có không á thì bay lo sức khỏe, bay để bay lo dắt khách du lịch cho người ta đi. Bay khỏi lo cho tía, tía già quá rồi, đầu của tía hai thứ tóc trong đầu, đầu của tía có sạn nhóc ở trọng rồi nha. Tía dư biết là Út Chinh coi tía như là cái đầu con dê treo quán thịt chó thôi. Ủa, tía biết vậy á, sao tía còn qua lại với người ta? Tía đang suy nghĩ là không biết nói làm sao. Khi gặp Út Chinh không biết nói làm sao là Út Chinh ơi, anh không quên em được. À, không phải, ý tía là, tức là tía nói là tía không có thể tiếp tục là gặp gỡ Út Chinh nữa. Tại vì anh còn thương con gái anh lắm, anh sợ là nó buồn nó mòn cục vàng của tía, thấy không? Tía tính rồi, tía tính hết rồi. Tía nha, tía nói là tía phải giữ lời á. Chứ sao? Chứ con thấy á hả, tía thấy Chế Trinh là tía chạy nước giải ra ngoài á. Trời đất quỷ thần ơi, bây nhìn thấy nào mà bây nói mắc cỡ cứng mình hết trơn à. Từ bây ba bữa không nói chuyện à. Tía, tía đi đâu vậy? Trời nó đút thêm đen luôn à. Ê ê, trả tiền cà phê cho tía nha. Hả? Ba bữa từ bắt đầu sau câu này. Chế tính tiền. Hả? Ê, nhỏ ngăn ổng lại làm chi vậy? Cứ để ông tiến tới với cô Út đi. Nhỏ vừa có mẹ kế xinh lung linh, chị Điệp mày còn có cơ hội làm dâu sớm ghe. Thôi đi nha, thôi tiền đi. Từ từ, làm thấy ớn à. Giỡn chút. Nè, rồi thêm đi nghe. Ờ, dạ anh ba mới qua. Anh ba ngồi đi. Sao anh ba không nói gì hết vậy? Bên chú Hai sao rồi? Chú về tới chưa? Chưa. Thiệt xui quá. Không phải là xui, mà tại cũng muốn gánh nỗi lo cho ảnh mà con không biết làm sao nữa. À, dạ, chuyện đó anh ba tính sao cũng được mà. Ngày rộng tháng dài, nghĩ bụng cũng không có gì hấp tấp nên nhưng mà Út ơi, về nghe. Về luôn nghe.
Nào giờ em ít đi vô ruộng lắm, nhưng mà hôm nay em nói ra. Ủa anh sao vậy? Không biết làm sao mà bữa nay trong người tôi nó nặng như đá dằn vậy đó. Thì nó phải vậy rồi anh hai. Anh đang bị mất tiền thì cái tâm trí anh đang để cho mấy đồng tiền nó không à. Cái giò nó tự tham một mình ở nó đi thì nó tự mỏi mệt là chuyện đương nhiên rồi. Thiệt, mấy chục năm chạy ghe tàu không hề bị gì hết, lần này sao mà nó sơ sẩy như vậy, xin dính luôn á. Thôi, tôi thấy còn lần đi lên hầu tòa nữa là xong. Ráng sửa lại chiếc ghe, lo làm ăn, buôn bán thời gian mình làm giàu không mấy hồi anh hai à. Cũng may á, là người ta cũng là dân thương hầu như mình, ta biết hoàn cảnh mình khó khăn nghèo nên bớt chút đỉnh. Chứ hồi hôm ông làm quá trời, tôi cũng sợ lắm. Mà cũng may là ta hiểu rất gạch rồi, rồi người ta là bớt cho mình chỉ có một phần đền thôi, chứ nếu không là ba phần luôn á, thì ba cái phần tiền ca cũng trước giờ coi như mất ráo. Cũng may á, có cái tiền của thằng Hai Tấn nó dành dụm, chứ nếu không á, mà ta đòi á thì... Thôi, tôi thấy cái chuyện tôi nhỏ, mình cũng không nên gắt gao quá làm gì. Ông á, không có ở hoàn cảnh của tôi, đâu có biết đâu. Nhưng em khác nha anh hai. Em tuy không nằm trong hoàn cảnh của anh hai, nhưng mà em cũng đâu có hiểu con mẹ gì đâu. Chú mày cứ chọc anh hai hoài. Em gẹo cho anh hai cười cho đời bớt khổ. Chú gầu hoài có béo bổ gì đâu mà gầu hoài, nhìn thấy ngán mà thôi em giọt trước nghèo. Thôi đi. Trinh. Dạ thím hai. Làm vậy có cực không con? Dạ cũng không cực lắm đâu à, con tính làm thời gian à. Rồi thím đi ngang qua đây nè, nên ghé thăm con luôn. Dạ con mời thím qua bên này uống nước. Ừ. Dạ con mời thím ngồi. Con mời thím. Cảm ơn con. Ráng cực chút nha con. Thà vất vả một chút mà mình được sống tự do vui vẻ, phải không con? Dạ. Chuyện nhà mình giải quyết xong rồi phải không thím hai? Cũng hên quá. Nhưng mà sập tiền hết rồi con. Thằng hai không còn một xu dính túi nữa. Nó phải đứng ra gánh vác cho tía nó. Con cái phải gánh vác cho tía má là chuyện phải đạo, chuyện nên làm mà. Nhưng mà thằng hai nó không còn một cách nữa con à. Thím đừng có lo, anh hai giỏi lắm, từ từ ảnh kiếm lại được à. À, con với ba Le sao rồi con? Dạ, anh ba vẫn thường ghé con, nhưng chuyện tụi con chưa tới đâu hết. Coi bộ anh còn mắc cỡ lắm thím hai. Cái thằng nó vậy á, mới đầu không quen biết gì á thì nó vậy đó, mà khi nó quen thân con rồi á, cái gì nó nói cũng được hết á. Nó vui vẻ lắm. Con đừng có ngại, thím rành cái tánh nó lắm. Thím coi con như con gái, cho nên thím không tính chuyện tào lao xích đế cho con đâu. Nói nào ngay, thằng Ba Le đó, nó giỏi kiếm tiền lắm đó con.
Nó biết làm ăn. Tuy rằng nó hay uống rượu, nhưng mà mỗi lần nó xỉn về, nó ngoan ngoãn nằm yên như con mèo vậy đó. Con yên tâm đi, nó không phải là đứa bậy bạ gì đâu. Vợ nó mất từ đó tới giờ, một thân một mình gà trống nuôi con, cực nhọc trăm bề, tội nghiệp lắm. Không có thiệt thòi cho con đâu, con ưng nó đi. Coi nó lơn tơn vậy chứ nó chảy mánh giỏi lắm đó con. Nó còn nuôi con nó học tới nơi tới chốn là con Giang Xuân đó. Con út nhà thím nè, chứ thằng hai nè, có đứa nào học giỏi bằng nó đâu. Dạ, mà anh ba, anh cũng nói cho con nghe hết rồi. Nếu như con lấy ảnh thì con nghĩ là con cũng sẽ không tới nỗi nào đâu. Không phải không tới nỗi nào đâu, mà còn khỏe thân nữa. Thôi, thím không làm phiền con nữa, thím về nha. Dạ. Chuyện của con với thằng hai lỡ vậy, không đến được với nhau, thím hai cũng buồn lắm. Nhưng chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Từ lúc con đi, thằng hai nó làm nhiều chuyện điên khùng lắm, rồi nó bỏ đi biệt xứ. Sắp chết rồi nó mới về lại. Tía nó coi vậy mà ông nhắc hít rồi. Ông sợ mất thằng hai lắm. Con biết không, dễ dầu gì ông để cho thằng hai về con đường cũ đâu. Rồi từ lúc thằng hai chịu ở lại đây, con hai đợi con của ông Tư giàu thường lui tới, thằng hai nó mới vui vẻ trở lại thôi. Cho nên dạ, con hiểu rồi. Thôi, thím hai về nha con. Dạ, thím về. Cái gì mà đi theo tôi hoài vậy? Anh giúp em đi, anh so kết quả giùm em coi, coi đúng hay sai, em lo quá. Trời ơi, cái gì mà em gấp dữ vậy? Thầy cô phát ra rồi mình biết kết quả có gì đâu mà. Thôi chị anh ở ngoài kia rồi, thôi anh về nha. Thôi anh giúp về em đi. Chị anh đợi ngoài kia kìa. Chị ơi, chị ơi, chờ chờ em chút. Kéo vô chờ em chút. Thằng này làm gì dữ vậy? Lẹ, đừng hỏi, để em gỡ dây cho. Con nhỏ đó mè nheo lắm, nó theo em là mệt nữa. Mày làm vậy con Út Hiền nó buồn đó. Trời ơi, nó có phải như hai đâu mà buồn hoài. Thôi, hai đẩy ghe ra đi hai. Rồi, chạy đi hai. Không ấy thôi, cưng về nghỉ ngơi cho khỏe. Mần rồi gạch cả ngày mệt muốn chết rồi, còn qua đây nấu cơm kho cá nữa. Thôi không ấy, để cái ơ này về cho cục vàng nó tự nấu.
Còn tôi thì chiều có bên anh ruột với anh Tư ăn cơm sớm á, ghé thăm chút xíu là về ngủ được hả? Giang Xuân nó bận, em qua phụ anh chút xíu có gì đâu. Anh đưa cái nồi cho em đi. Đưa cho em. Coi đó. Trinh ơi. Út Trinh ơi. Út Trinh. Số mày hên quá ha. Qua thăm người ta mà người ta không có nhà. Quê sệ. Đi về, tao biết người ta ở đâu rồi. Ở đó hoài. Tao cho mày đó luôn à. Đi không? Mày. Anh đang thử cá em kho coi ngon không nha. Bữa nay anh phải ăn nhiều vô nha. Anh ba qua ăn cơm đi. Anh qua ăn thử món em làm đi anh ba. Đi anh. Anh qua đây ăn cơm nè. Nhanh lên. Nè. Nè. Anh ăn thử miếng cá nha. Ăn đi anh. Anh ăn thử coi có vừa miệng không. Dính tùm lum hết trơn à. Anh ăn nữa đi anh, ăn đi anh. Thêm miếng nữa nè. Thank you.
anh đừng tới lui với em nữa. Giờ đã khác xưa rồi, tụi mình nghĩa còn tình hết, mình làm bạn với nhau thôi. Mình làm lại với nhau cũng không được sao Trinh? Mình sống đâu phải để cho người ta nhìn, phải nghĩ tới mình trước chứ. Út ơi, thằng hai nó bị bệnh. Cái thằng coi tướng vậy mà yếu như sên. Cưng tính sao? Tính gì giờ? Là tính thăm lom nó đó. Chắc không cần đâu anh ơi, nhà ảnh cả đống người, cần gì tới mình chứ. Anh hai, em coi. Anh ráng ngồi dậy xong một tí đi nha. Hơi nóng á, ráng nha anh. Hơi nóng một chút, nhưng mà anh biết không, cái này á, giải cảm tốt lắm á.
anh ráng ăn chút đi. Anh nói thôi mà ăn không có nổi. Anh ráng ăn một chút coi, gần chết tới nơi mà còn từ chối cái gì nữa. Anh coi thử coi, anh bệnh như vậy mà cổ có qua thăm anh không? Anh còn chờ đợi cái gì nữa hả anh hai? Anh hai, anh ráng ăn một chút đi, má anh sắp qua rồi đó. Má anh qua mà thấy anh vậy, sao má anh sống nổi hả? Ráng ăn thêm chút cháo nữa đi mà. Ờ, mà nữa đâu. Má hai. Ừ con. Cột giùm má hai đi con. Sao rồi? Còn sốt không đây? Sao mà sốt quá vậy không biết nữa. Nè con, con đi về đi, để má hai ở đây trông nó cho. Về đi con. Thôi hay là má hai cho con ở đây phụ má hai, chứ anh bệnh vậy lỡ anh có chuyện gì mình má hai đỡ sao nổi. Con thương nó quá, tốt với nó quá. Má hai sẽ làm mọi cách cho con được làm dâu trong nhà này. Con đừng buồn nữa nghe con. Má hai, thôi má hai đừng có ép ảnh. Con nghĩ là để một ngày nào đó anh hiểu. Chứ nếu như mình ép ảnh vậy á, con không có muốn đâu. Con không sao đâu, má lo cho ảnh đi. Con nhúng khăn nước lạnh đi ha. Có khăn nước lạnh đó không? Dạ để con. Nhúng nước lạnh đi con. Ba Lê à, bán gì? À, dạ. Sao nhìn cái mặt mày buồn xoay vậy? À, anh Quốc. Ủa sao tan chợ rồi mà còn lừ chiếc ghe vậy? Thôi đừng có đánh trống lảng, có chuyện gì cứ nói cho anh hai nghe coi. Dạ, dạ đâu có gì đâu. Em ngồi nghiên cứu thị trường, coi coi mùa này mình chạy ép phe mình bán con gì. Rốt tổ mẹ, dòm cái mặt mày dài như trái múp luôn rồi. Dạ thì cũng là không biết tính làm sao cái vụ cái vợ. Bỏ tay mày luôn á ba Le. Hồi ôi cái đường ở đời nó tâm cương mà cương bước đi mà đường chúa ba Le này. Xót nè, nhớ nghe lệnh hai dặn nha. Dạ em giọt trước hai ơi. Nghe lệnh hai nha mày. Dạ rồi.
thiệt tình. Tía, tía. Gì con? Tía quên rồi nè. Trong này á có cơm với mắm chưng, lại có mấy trái dưa leo nữa đó tía. Tía cầm đi nè. Ha. Mấy bữa nay á tía thấy tía lãng lãng làm sao á. Lãng gì đâu, chắc là tại nhớ má đó. Tía à, tía có cần Tòng đi theo chung với tía không? Thôi, nó mắc học á mà kêu nó đi theo tía làm gì. Với lại gác có mấy kèo ông thôi mà, mỗi ngày được vài ba kèo. Bữa nay làm không kịp thì ngày mai làm tiếp có làm sao đâu. Gác kèo ông á phải ngó cho kỹ lưỡng, chứ không có làm đại được đâu. Với lại con kêu nó đi theo tía cũng không có giúp được gì đâu. Thôi tía đi nghe. Dạ tía đi. Ê ba Lê. Dạ. Sáng nhậu sớm gì mày? Dạ không, bữa nay người ta mới cho chai rượu lạ nên em muốn thử rượu á mà. Mày đủ lý do hết trơn á, lúc nào cũng có lý do hết á. Mày lo nhậu hoài không lo làm ăn gì hết trơn nha. Ôi mừng cho lắm mà đôi khi tắm không quần thai, mừng lai gai có cái thay cái đổi anh ơi. Vậy thôi ở nhà lai rai đi ha, tao đi làm đó. Dạ thôi tao đi làm á, gác kiểu ông đó nghe. Dạ rồi anh Tư. Dạ con chào chú Tư. Chào con. Anh Tư định làm mấy ly để kiếm cái thay cái đổi hả? Ủa Trinh, ốc Trinh, cưng ở không ốc Trinh? Chi vậy anh? Thằng Hai Tấn là bị bệnh, không lẽ cưng không đi thăm coi sao được? Chắc không cần đâu. Em với ảnh cũng là người dân khác họ mà. Nhưng mà anh với cưng cũng khác họ người dân mà. Em mua bánh ít cho anh nè. Giang Sương nó sắp về tới rồi đó. Vậy bữa nào Giang Sương nó bận á, anh có nói tiếng em qua phụ được anh cái gì thì phụ ha. Thôi giờ em về luôn nha. Lá chuối non gói đòn bánh ít. Em có chồng rồi, em còn thích anh chi? Ủa con. Dạ. Con dẫn khách tuốt luốc đâu lận, về coi mồi bết dữ. Trời ơi, mệt lắm tía ơi. Khách người ta chạy tùm lum à, con phải chạy theo người ta, mắc không người ta lạc nữa. Chàng đét ơi, bộ khách của con hôm nay là con nít không hay sao mà chạy tùm lum còn sợ đi lạc nữa. Đâu có, người lớn không à, mà người lớn người ta chạy mới dữ á. Mà tự nhiên á, có mấy ông Tây nữa, leo lên đọt cây còn rung, làm con sợ muốn chết à. Mà chuyện của tí sao rồi? Tí với chế Trinh á. Nè, bánh ít, con... con ăn... Đừng nói với con á, là tí qua ở lì bên lò gạch của chế Trinh nha. Khi dễ tí quá vậy? Trời ơi, tí là người bất thình lình, còn đoán vậy á. Con nói tía rồi, chế Trinh không phải là của tía đâu. Tía biết rồi. Tía để đây đi, chút con ăn. Bây giờ con đi xuống ngủ. Có gì chút nữa tía kêu con dậy con nấu cơm nha. Thôi con cứ ngủ cho thẳng giấc đi, tía ăn bánh ít được rồi. Thôi con đi nghỉ đi.
Anh Hai. Ủa, ba Hai khỏe rồi sao mà ra ngoài này? Đi xuống. Anh Hai, anh làm gì vậy? Anh Hai, anh Hai giận em gì hả? Anh đang mệt trong người, vậy nó quạo lắm. Đừng qua đây nữa. Rồi anh làm gì sai với mày á, mất công tiếng ông quở. Anh Hai, em chưa một lần xử tệ với anh, vậy mà cũng không bằng cái người đã phủ phàng anh. Anh có biết nghĩ không vậy anh Hai? Thì vẫn luôn coi mày là em gái, từ đó giờ vẫn vậy thôi mà. Anh Hai à, anh làm ơn nghĩ tới rồi nghĩ lui giùm cái đi. Anh sai lầm đã một lần rồi, làm ơn đừng có để sai lầm một lần nữa, anh biết không? Cho người ta có khứa cá mặt chầm chầm vậy ăn sao ngon. Muốn cá tôi phải đổi nguyên cái mạng tôi luôn chứ bộ. Ai thèm lấy cái mạng cùi của anh. Sưng à, Sưng đi ngăn cản tía với kế trình chi vậy? Cho hai người đó đến với nhau đi, trước sau gì á Sưng cũng về ở với tôi à. Săn si với chế trình làm gì? Tôi đâu có sưng si đâu, nhưng mà thấy tức con mắt làm sao á. Mắt còng mọi người lại nói á là tía tôi cướp người yêu của anh Hai Tấn nữa. Ai nói? Tía với lại chế chinh vậy là xứng đôi rồi, không ai nói gì đâu. Mà không phải, tía lấy ai cũng được, nhưng mà lấy chế chinh thấy làm sao á. Ừ, nói làm sao vậy? Hai người đều gian dở hết, mà đến được với nhau ta kêu ghế gãy mà ghép thêm. Thôi đi ông ơi, là dốt còn chơi chữ nữa. Rá rổ gặp lại. Rá rổ gặp lại, cho gặp lại luôn đi. Nhưng mà đâu có biết á là sau này sẽ như thế nào đâu, đời còn dài mà. Chính vì cuộc đời này rất dài á nên mới cho hai người đến với nhau và lo lắng cho nhau. Chứ không lẽ vợ Sưng muốn ở với tía cả đời luôn hả? Nhưng mà lấy chế trinh á, tôi thấy sao sao á. Giờ tía với chế trinh mà đến với nhau á là chuyện đôi bề luôn, lợi được nhiều thứ lắm. Anh Hai Tấn với chú Hai Quỳnh á sẽ không còn chuyện để cãi với nhau nữa, để mất tình cha con. Còn chế tôi á sẽ không bị buồn nữa. Mỗi lần đi làm về á, thấy chị á úp mặt vô vách khóc, tôi chịu không nổi. Thiệt á, ai sao cũng tính phận của mình gọn quá vậy. Lỡ tí của tôi sau này á không vui hay là buồn hay là hạnh phúc không hạnh phúc, sao không ai tính hết vậy? Xin lỗi. Sao dạo này á anh cũng biết quan tâm tới chị Hai quá vậy? Hồi nào tới giờ em cứ tưởng anh biết chọc người khác không thôi. Người gì đâu á hả, nhạt nhẽo quá. Thôi coi như tôi xin lỗi đi ha. Tôi đâu có trách anh đâu. Thì bây giờ người thân của mình ai cũng phải lo trước hết mà. Chứ anh lo khắp cả thiên hạ hả, thì anh đâu phải là người thường đâu ha. Ăn đi. Ăn thì Sưng phải cười lên mới ăn được chứ. Ngon kinh khủng. Tông. Dạ. Ráng làm cho nhanh rồi còn học hành nữa nghe không? Sao,
hổm rày thi xong chưa? Dạ gần xong rồi tía. Con coi ở xóm ghe mình á, bây giờ có đứa nào làm ra tiền, có đứa nào làm công ty đàng hoàng không? Chỉ có con Giang Xuân thôi. Nó biết đường đi học. Đúng không? Mày láp giáp cái gì vậy? Dạ không có. Con biết là Giang Xuân được đi làm công ty vậy là rất tốt. Con sẽ cố gắng học hành để theo đuổi con đường giống như là của Giang Xuân. Biết vậy là tốt. Dạ. Tía. Gì? Sao ngó bộ tía buồn hiu vậy tía? Con hai á, nó qua bè cá thăm Hai Tấn bị bệnh. Rồi tía không biết nó có làm cho thằng Hai Tấn thay đổi được gì không. Chứ tía thấy thằng Hai Tấn á, nó thương con Út Trinh nát ruột nát gan. Không có con Trinh ở nhà mà nó cũng không ngó ngàng chị hai bay hết. Huống chi bây giờ con nhỏ kia sờ sờ ra đó. Chị hai bay á, bây giờ quá lứa lỡ thì muốn kiếm một tấm chồng chịu tử tế cũng khó. Thằng Hai Tấn sao mà nó ác chi mà ác dữ không biết nữa. Không lẽ nó để cho nhỏ trật ơ vậy sao? Trật ơ cái gì mà trật ơ? Mà nói nào ngay á, cũng tại chị hai nặng tình. Chứ tự nhiên à, bả qua bển níu kéo ổng. Chứ ổng có bao giờ níu kéo bả đâu. Tía nói người ta làm vậy. Tía coi tính sao tính đi. Tất cả là tại tía hết á. Tính sao được mà tính? Bộ con biết hổm rày mình không tìm cách này cách nọ mình nói cho con hai làm sao? Mà nói hoài nó có được gì đâu. Nói riết đâm ăn nhục luôn. Thôi thì cứ để cho ông trời với ông Hai Quỳnh bên đó ông tính đi. Mình hết cách rồi. Thôi tía đi á. Dạ tía đi. Bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa. Chiều im tiếng gió, mà nỉ non ai khóc một mình. Anh buông chèo, chứ ai chèo em lái qua trù. Dòng sông bạc ngát mà lẻ loi trơ trọi dòng đời. Bà coi thằng hai kìa. Dòng sông nó không có biết ai trên đời này nữa hết á. Ngoài có Út Trinh ra đời. Thì má nó cũng không biết luôn. Mà ngược xuôi nó cãi lộn với ông vậy thôi, đâu có dám trái ý ông đâu. Đó ông coi đó, nó đâu có dám rước Út Trinh về ở chung. Ngồi buồn mình ên vậy đó. Chim có bay xa rồi cũng hiệp. Thôi ông đừng có giận nó nữa nghe. Giận hờn cái gì? Tôi lo lắng cho nó không hết, chứ ghét bỏ gì nó đâu. Dạ, con đổi món cho khách đỡ ngán. Vài bữa nữa con bán cháo lại tí ơi.
Chứ không phải cái mối ăn cháo của bay nó nợ nần nhiều quá hả? Bay muốn đổi món bún cho nó đỡ nợ hả? Bởi vậy thằng Ba Phát nó phải ra ha. À, lát nữa chồng con về, tía có muốn nhờ anh làm gì không? Thôi, tía đâu có cần gì đâu mà. Tía mày á, kêu thằng Ba qua bển nó chơi với thằng Hai cho thằng Hai đỡ buồn. Anh Hai hết bệnh mấy bữa rồi mà má. Hết bệnh rồi nhưng mà nó còn buồn. Buồn gì mà buồn rúng buồn rơi, tam sầu bạch sát vậy. Ai biểu anh đuổi chị Hai đợi không cho tới chi, rồi bây giờ ở đó mà than. Tao bực lắm rồi. Thằng Hai tấn nhà này, chứ không phải là tao bực vợ chồng mày đâu. Sao mà ông trời ông ác nghiệt quá trời quá đất vậy? Xui khiến chi mà con Út Chinh nó về lại cái xóm này. Mà nó không phải là người xấu. Thật ra là tía thấy tình duyên nó cắt đứt rồi, không muốn nó chấp nối lại nữa. Mà con Hai Đợi nó làm ơn cho thằng Hai Tấn quá nhiều rồi, không trả nợ cho người ta có thì sao đặng. Và là cái gia đình mình á, có ai mà quen cái thói qua cầu rút ván đâu. Thôi tía đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Không mấy tí chồng con rảnh, con kia ảnh qua nói chuyện với anh Hai rồi khuyên ảnh nha tía. Vợ ba nói đúng đó ông, anh em tụi nó nói chuyện với nhau dễ hơn. Ông lúc nào cũng căng thẳng hết trơn. Thôi được rồi, tôi nghe bà. Cho anh về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm, xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương xa xôi. Dính con nào không? Ủa anh Hai, không ấy Hai cho em câu cá bè hen. Tào lao nữa à. Bữa rày á không có ai qua chơi với Hai hết, Hai buồn thí mù tổ luôn. Hai còn la em tào lao nữa. À mà có người tào lao á mới vui đó Hai. Thôi không mượn. Mượn coi. Câu cá gì à? Câu cá gì mà không cần lưỡi câu vậy? Hay ha. Mày tính làm quân sư quạt mo cho anh Hai mày hả? Người gì đâu mà khó quá. Thôi em về. À, bữa sau qua nữa nghe Hai. Nè. Dạ. Cầm về. Bữa sau nhớ gắn lưỡi câu vô rồi qua. Chứ mấy mày qua mày ngồi cả ngày mày lái nhảy ai chịu cho nổi. Hay là Hai gắn lưỡi câu giùm em luôn đi. Hai ơi, mai mốt em đi thành phố rồi á, chắc là không có ai chơi với Hai nữa đâu mà Hai ham. Em về ngang. Ê, làm đây hả? Ừ, có gì không? Đang làm gì vậy? Thì đang xay bột, lát làm bánh gửi cho khách chứ chi. Ủa mà sao Hiền ở đây vậy? Thì nhà hàng này của dì Út tôi mà. Thôi làm việc đi. À, mà nãy giờ thấy dì Út tôi đâu không vậy? Mới thấy dì Út ở đó mà. Biết mình tới là né mình liền à. Bực bội à. Mà Hiền có muốn nhắn gì lại cho dì Út không? Để lát nữa tôi nhắn lại giùm cho. Thôi khỏi đi, lát tôi tới. Giờ tôi đi học nha. Em rớt nữa rồi. Tía má la em muốn banh lỗ tai luôn á. Thì ai biểu em siêng học quá ăn chi. Em siêng chứ bộ. Anh còn chỉ bài cho em nữa, anh không nhớ hả? Mà em không hiểu sao cũng rớt nữa. Kỳ ghê á. Giờ này còn đứng đây than thở làm gì? Lo mà chuẩn bị ôn tập rồi đi thi lại đi. Thôi em không có thích học nữa đâu. Em ghét học lắm.
Mà tía má cứ bắt em học hoài à, không chịu gả chồng cho em cho rồi đi. Mà sao anh học hay quá vậy? Em muốn biết bí quyết không? Ừ. Em cứ thử nghèo như anh đi, là em học giỏi liền à. Vậy hả? Ừ. Ờ, mà em thấy á, mấy người nghèo thường hay học giỏi lắm. Còn mấy đứa giàu hả, toàn là học ngu như con bò. Làm gì mà tính toán hoài vậy bà xã? Ngày mai không biết buôn bán sao đây nè. Ở đó mà còn hỏi nữa. Ừ, năm nay không có mưa gió gì mà cũng không có chuyện gì xảy ra, sao trái cây lại mất mùa vậy ta? Sao anh biết được? Ờ, nhưng mà dầu gì mình cũng còn lanh. Mấy cái chỗ nhà khác nó há hốc mỏ hết trơn à. Mình còn lanh á, mình gom được một chút mình gỡ vốn lại. Lên thành phố là lo làm ăn, chứ không phải đi chơi đâu à Ngang. Ôi da, sao bà xã nhéo đau quá vậy? Còn bé Châu nữa, ở nhà với ông bà nội không biết có được không nữa. Đi tới đi lui cũng mất hết một tuần mà không trông thấy nhỏ, em lo quá mình ơi. Thôi, bà xã đừng có lo lắng gì hết á. Tía má lo còn giỏi hơn mình nữa đó. Ờ, má mà không giỏi á thì tại sao có thằng con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi cho em xài chứ. Thôi đi ông, đổ banh nhà lòng chợ hả? Châu, Châu dậy đi học đi con. Châu à, bé Châu dậy đi học đi con. Trời, sáng nào cũng dậy thiệt tình. Bé Châu dậy đi con, một giọng hết rồi kìa. Má, Châu dậy chưa, để con dẫn đi học. Đó, giờ này vẫn chưa dậy, thiệt tình. Kêu nó dậy coi nè, trễ học giờ. Cũng ông không à, ông thấy không, lúc nào cũng dậy hết trơn, để cho nhỏ ngủ đi. Đó, dựng đầu nhỏ dậy đi văn câu làm chi. Rồi bây giờ sáng nào cũng dậy hết trơn, trưa trời không chịu đi học. Rồi tía má nó trách mình đó. Cái gì vậy? Bà nói nhiều quá, bà kêu nó dậy không được, thì để tôi kêu nó. Mà lo đi mua bán đi. Ừ, vậy em kêu nó đi. Ừ. Châu. Dậy đi Châu ơi. Châu, dậy đi con. Con mà không dậy là ông nội quăng con xuống sông luôn nha. Ừ, con dậy rồi nè. Ông nội chơi ác quá à. Ừ, đó. Cháu nội của ông. Ừ, rồi. Đi học với cô Út kìa. Ừ, giỏi. Mang dép vô con. Dạ, nhanh đi. Nè, đây nè. Ờ, mang vô con. Lại đây úp bồng cho nhanh nè. Dạ. Đi. Rồi, đi. Con xin lỗi má. Lỗi phải gì giờ này nữa? Sao mà mày ngu dữ vậy hả con? Mày làm như vậy có được gì hay không? Tự nhiên lại ở tù như vậy đó. Lúc đó trong đầu con không nghĩ ra điều gì hết. Mọi chuyện để má giải quyết cho. Chỉ cần con Trinh nó viết giấy bãi nại, bay không phải ngồi tù nữa đâu. Thiệt hả má?
Biết vậy đừng có dính vô con quỷ cái đó.